Phương Mỹ Chi đối nhân xử thế chưa từng mất điểm. Con từ đây được làm con ở trong nhà, thấy ghê hồng ghê. Bé đi lạc rồi em à. Bé nào anh? Phụ anh xin kiếm bé về cho mẹ nha. Quý ơi có nghe không tiếng chi? Vừa đáp máy bay đã vội vã về hát đám cưới con trai nuôi Hoài Linh. Mời đẹp, mời đẹp. Lên vị thế ngôi sao vẫn ăn diện giản dị, biết nhường spotlight đúng chỗ. Vui mừng chào đón Hoa hậu Hà Kiều Anh. Cái mặt em là thấy phải sửa hả? Là bộ tệ đến vậy hả mọi người? Ai muốn hỏi là ủa có muốn sửa hay không? Cách anh luôn có tâm kiên trì là mọi điều người vượt đều bay đi. Hoạt động trong làng giải trí nhiều năm, Phương Mỹ Chi là nghệ sĩ hiếm hoi không dính ồn ào về thái độ. Nữ ca sĩ luôn có cách hành xử đúng mực, thậm chí rất tinh tế với đồng nghiệp và người hâm mộ. Có lẽ vì vậy mà sự nghiệp giọng ca mới X ngày càng phất lên như diều gặp gió. Tối ngày 2 tháng 12, Phương Mỹ Chi xuất hiện tại đám cưới của con trai nuôi Hoài Linh. Chủ nhân bản hit vũ trụ có anh diện mẫu váy trắng đơn giản để nhường spotlight cho nhân vật chính. Hơn thế nữa, vừa đến cô đã tay bắt mặt mừng với cô dâu chú rể. Nữ ca sĩ cũng được mọi người tích cực chào đón. Đặc biệt, dân tình không khỏi bất ngờ và vài phần khen ngợi nhân cách của Phương Mỹ Chi khi cô tiết lộ vừa đáp máy bay đã vội vã di chuyển đến luôn địa điểm tổ chức đám cưới. Có thể thấy, giọng ca MX là một người khá đúng giờ và luôn tôn trọng những mối quan hệ xung quanh mình. Dù tiết lộ bản thân đang khá mệt, Phương Mỹ Chi không quên gửi lời chúc mừng hạnh phúc con trai nuôi Hoài Linh. Cô còn gửi đến một ca khúc sâu lắng. Cô nói, tại vì Chi vừa mới đáp máy bay Hà Nội tức thì nên giọng chưa ổn định lắm nên chắc là gửi một lời chúc tới anh chị. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, may mắn và vui vẻ trong cuộc sống. Không chỉ đối nhân xử thế tinh tế trong đám cưới con trai nuôi Hoài Linh, Phương Mỹ Chi còn nhiều lần ghi điểm khác. Xuất hiện trên sóng trực tiếp, giọng ca vũ trụ có anh được khen ngợi vì cách bày tỏ tình cảm dành cho thần tượng Mỹ Tâm. Kết thúc phần trình diễn, Phương Mỹ Chi đã ao ước được ôm chủ nhân bản hit hẹn ước từ hư vô và được tiền bối hồi đáp ngay. Dù đã nổi tiếng nhưng cô bé vẫn vô cùng xúc động, khóc thút thít khi nguyện vọng được đáp ứng. Bên cạnh nhân cách vàng, Phương Mỹ Chi được nhận xét ngày càng xinh đẹp. Nữ ca sĩ ở tuổi 20 khiến nhiều người bất ngờ về việc lột xác hình tượng. Mỗi lần lộ diện trên sân khấu, Phương Mỹ Chi chịu khó đầu tư outfit mới lạ và ấn tượng. Không chỉ giọng ca ngày càng đỉnh, nữ ca sĩ còn đem tới nhiều bất ngờ cho khán giả bằng việc nâng cấp bản thân đáng kể. Trước đây, Phương Mỹ Chi thường gắn với hình ảnh áo dài, bà ba thì ngày hôm nay vẫn chọn những chất liệu dân gian truyền thống trong thời trang, nhưng cách thể hiện của nữ ca sĩ đã khác. Giọng ca vũ trụ có bay vẫn mặc áo dài nhưng chụp theo hình ảnh mới mẻ thú vị hơn. Hay trong live show gần nhất, cô mặc những trang phục mang dấu ấn Á Đông nhưng từ cách phối màu đến sử dụng chất liệu đều khác biệt so với hình ảnh từ trước đến giờ. Đang ở độ tuổi bung nở vi rùa, Phương Mỹ Chi đã thành công khi lột xác khỏi hình ảnh có phần thôn quê. Thay vào đó, nữ ca sĩ trổ mã khi trang diện váy ngắn để theo đuổi hình tượng trẻ trung và quyến rũ. Những thiết kế cô chọn rất chừng mực, khoe được đôi chân dài. Ngoài ra, dù lên chức CEO ở tuổi 20 nhưng giọng ca quê em mùa nước lũ vẫn không quá trưng diện hàng hiệu. Cô có sử dụng nhưng ở tần suất vừa phải, chỉ mua những món thật sự yêu thích và có tính ứng dụng cao. Thay đổi và chuyển mình một cách phù hợp cả về hình ảnh lẫn âm nhạc, Phương Mỹ Chi đang cho khán giả thấy mình đúng. Khi được hỏi vì sao không chạy theo dòng nhạc trẻ, nữ ca sĩ bộc bạch, không phải tôi không dám thử mà việc mang kính khiến việc học nhảy trở nên bất tiện, khó thực hiện những động tác đòi hỏi tính chuyên môn cao. Hiện tại, Phương Mỹ Chi tất bật chạy sâu, do vậy cô vẫn cân bằng việc học để không ảnh hưởng đến con đường lâu dài. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!